Hello, xin chào cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình là Hoàng Trung Vlog. Chào mọi người. Thì mọi người thì sau những tháng mà chờ YouTube họ bật xét việc kênh kiếm tiền cho mình các bạn, thì mình đã quay trở lại đây để mà ra nhiều video hay hơn cho mọi người xem. Thì ở đây mình có chuẩn bị là chả cá nha các bạn. Đây là chả cá thắt lát nhà mẹ mình làm luôn nè. Còn ở bên đây là những cái nguyên liệu, chút nữa mình sẽ làm là xốp tương ớt chua ngọt nha các bạn. Thì không thể thiếu đó là tương ớt nè bạn. Này là tương cà, cái này là ớt dư tỏi mình bằm nhuyễn nha các bạn. Còn này là nước suối nè, này là đường và bột bắp bạn. Này là giấm chua nha các bạn, giấm chua để ngọt qua để đứt thì cái đang nói luôn thôi, để tao nói được không? Giấm chua để ngọt qua để đứt thì cái đang nói luôn thôi, để tao nói được không? Thì giờ anh em sẽ bắt tay vào làm cái món súp tương ớt chưa ngọt này trước nha các bạn. Sau đó mới đem chả cá thắt lát này của mẹ mình làm các bạn. Mình sẽ đem chiên lên và ăn với cái súp tương ớt chưa ngọt này. Giờ anh em sẽ bắt đầu làm thôi bạn ơi. Let's go. A few moments later. Thì ok bạn ơi, thì đầu tiên mình sẽ cho 2 muỗng nước vô. 2 muỗng nước lọc vô. Đó, 1 muỗng nè. 2 muỗng. Mà thấy ít quá bạn ơi, hay là 1 muỗng nữa đi. Đó, 3 muỗng nước lọc. Sau đó mình sẽ cho 2 muỗng giấm các bạn, giấm chua. 2 muỗng giấm chua đây. Cho 2 muỗng giấm lên. Đó. Giờ tới tương ớt. Tương ớt thì mình sẽ cho 2 muỗng, 2 muỗng tương ớt. Dạ. 2 muỗng tương ớt. Sau đó tới tương cà. Mình cũng cho 2 muỗng luôn. Mở 2 muỗng tương cà ra. Đó. Đây. 2 muỗng tương cà. Thôi, 1 muỗng tương cà các bạn, tương cà tại có tương ớt cũng nhiều mà. 1 muỗng thôi. Lấy 1 muỗng thì được rồi. Đó. Mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp lên các bạn. Đó. Rồi để đường vô, quậy lên nữa đó. Mình sẽ để 2 muỗng đường. Đó. 2 muỗng đường. Rồi, giờ mình sẽ quậy cái hỗn hợp nước sốt mình lên. Mình sẽ bật lửa lên đó, nó sôi lên các bạn. Sau khi nó sôi lên mình sẽ cho cái ớt này mình bằm với tỏi vô các bạn đó. Rồi bật cho nó sôi lên. Trong thời gian mà nó sôi thì mình sẽ khuấy đều như thế này các bạn, để cho nó hòa tan với nhau lại. Giờ thì cái này nó đã sôi rồi các bạn ơi, giờ mình sẽ cho ớt vào, ớt với tỏi vào. Đó, cho vào. Giờ mình đánh cho đều lên. Đó, giờ nó sẽ dịu lại các bạn. Dịu lại thì đây là bột bột bắp nha các bạn. Bột bắp mình đã pha lỏng như thế này các bạn. Đó, giờ mình pha. Sau đó mình sẽ đổ lên đây các bạn. Giờ nó đang sôi nè. Nó sắp chín rồi. Thì mình sẽ đổ lên cho vào đây. Mình đợi nó nguội rồi bắt đầu mình qua mình chi chả nha các bạn. Rồi mình sẽ đổ vô, đổ đều lên nè. Đó. Rồi đánh cho đều lại. Dần đợi nó nguội nó ăn thôi bạn ơi. Đó. Xong rồi đó. Giờ thì mình sẽ cho chả vào chiên nha các bạn. Cho từng viên vào chiên. Mình sẽ chở cho nó chín vàng, bắt đầu mình sẽ nhắc ra dĩa. Rồi thưởng thức thôi. Mình ngon quá bạn ơi. Chút nữa chấm với cái nước sốt của mình làm. Nước tương ớt. Cho nó vàng nữa bạn. Để hết vô.
giờ anh em mình bắt đầu ăn nha mọi người. Là cái chén súp tương ớt nãy anh em mình làm nè. Ui, nhìn ngon quá mọi người, nhìn thấy là chảy miếng à. Giờ bắt đầu ăn thôi. Đó, giờ thay gì ăn trước đi, ăn thử một cục coi, gấp thử một cục ăn coi. Rồi bây giờ anh quay cảnh ăn nè, đây anh quay. Thay gì ăn thử trước anh đi, rồi chút nữa tới anh ăn. Sao ngon không mọi người? Ngon không? Cái dây dây còn ngon, ngon không mọi người? Quất thêm miếng rau ở đây nè, miếng rau đây nè, quất miếng rau nữa. Nhìn mày ăn anh chảy nước miếng à, anh cầm máy quay nãy giờ anh thấy anh em chảy miếng luôn. Đã cá chiên nó vàng khè hết trơn rồi nè, mà cái vỏ nó cái con giòn giòn các bạn ơi. Đây chén muối nè, chút nữa mình muốn chấm muối, chấm muối mà chấm cái chén súp mình thì nó ngon quá. Thay vì ăn thêm một miếng nữa cho mọi người xem thấy gì, chấm thấy đều đều lên ra thấy gì, à, chấm đều đều lên đi rồi ăn thử đây, ăn đi. Ôi trời, má nhìn nó ăn ngon, dai mà ngon giòn giòn không mọi người. Thôi ngồi mày chảy miếng thôi, để anh kiếm chỗ nào anh để camera anh nhảy vô anh ăn chung với mày thôi. Nãy giờ mình thấy nó ăn mình thèm quá mọi người, giờ bắt đầu mình vô mình ăn, mình đưa cho nó cầm máy quay gì mình ăn thử bạn ơi. Nãy mình thèm quá thèm à. Giờ mình chấm cái súp tương ớt các bạn. Đây, nó ngon quá mọi người. Giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Ngon quá mọi người. Chả nó dai dai giòn giòn, chấm thêm cái súp tương ớt chua ngọt các bạn, chua chua ngọt quá ngon. Ăn thêm miếng rau nữa, ngon quá mọi người. Thấy gì cũng đang chảy miếng rồi, vừa cầm mấy cái camera quay mà chảy miếng các bạn. Giờ để mình kiếm cái chỗ nào mình để camera lên nè, cho nó nhảy vô ăn chung mình luôn. A few moments later. Giờ mình để camera cho nó tự quay mọi người. Giờ anh em mình bắt đầu thưởng thức thôi. Ăn tiếp thôi dư ơi. Ngon quá bạn ơi. Cái súp chấm nè, thấy đều đều lên nãy. Ngon quá. Giờ đây là lần đầu tiên mình thử làm cái nước súp luôn các bạn. Mình coi ở trên mạng cũng có để nhiều đó bạn. Nếu mà thời gian rảnh các bạn không? Thử làm con nước sớm nè các bạn. Tương ớt nè, bỏ ra một nhín thời gian làm, ăn với cái đồ chiên là chăn gà các bạn, nướng đồ nướng, chủ yếu là ăn đồ nướng rất ngon các bạn. Đây là đồ chiên á, quá ngon. Quất thêm con rau dưa nè, hả dưa chấm với này thấy cũng ngon rồi bà, ngon không ai không? Ngon. Mình thì làm lâu lâu có thời gian rảnh mới về quay video cho mọi người xem. Thì kênh mình cũng được bạc kiếm tiền các bạn. Thì mình cũng đã gắt xuyên ra video cho mọi người xem, nhưng mà kênh mình nó càng ngày càng phát triển hơn mọi người. Chả quá ngon mọi người. Ngon quá. Cảm ơn. Ngon quá mọi người. Thì chả này chả nhà mẹ mình làm mọi người. Thì ai mà muốn ăn thử được cái chả này á, là muốn mua chả này á mọi người, có thể liên hệ mình. Thì nhà mình cũng có bán nha mọi người, mẹ mình làm chả này để bán luôn á. Chả này là chả cá thác lát luôn mọi người. Thì nếu ai mà có muốn ăn thử á, hay là muốn mua về đám tiệc này kia là làm này làm kia á, thì có thể liên hệ mình. Mình sẽ để cái đường link Facebook của mình đó mọi người, dưới cái đường link Gmail của mình á, để dưới mọi người có thể là liên hệ mình qua Facebook hay là Gmail. Facebook của mình là Chim Chằn nha mọi người, mình chỉ có một ạc duy nhất thôi, đó là cái ạc chính của mình luôn. Hồi nãy mình bầm ớt ấy, mình để hơi nhiều của mình cay nhưng mà nó ngon mọi người, mình càng ăn càng cứ thích luôn, quá ngon. Ăn muốn đổ mồ hôi luôn rồi, nhưng bị bệnh mà ăn cái này đổ mồ hôi chắc hết bệnh luôn đó, ăn hết luôn mày. Ngon không? Ngon. Ăn ngồi thấp luôn nha. Ngon quá mọi người. Ăn miếng dưa nè. Ngon tuyệt. Mà vừa ăn mà vừa hít nhìn nó ghê mày. Ăn khớp là làm thấy rồi. Thấy thèm mọi người. Nhìn là thấy thèm luôn. Chua chua ngọt ngọt quá tuyệt. Còn chả cá của mẹ mình nữa bà, chả cá này mẹ mình làm bán để trong tủ lạnh luôn rồi,
tranh thủ lúc mẹ mình đi vắng nhà mình mở lạnh ra mình lấy mình quay video mình xem, chút nữa mẹ mình giờ chắc mình kiếm cái nào trốn mọi người. Chút nữa đừng có khai ra là anh lấy chả này đem chiên quay video hay chưa. À, mày mà khai ra là anh thấy hai anh em mình ra ngoài đường á. Càng ăn thấy nó càng cay mọi người, được cay nhưng mà nó kích thích quá, ngon quá. Mình tập trung ăn rồi, mình tập trung ăn cảm nhận ngon quá, ngon. Lâu có thời gian rảnh là làm mấy món này ăn là cuối tuần nhậu nhẹt hay là làm này kia là bá cháy luôn mọi người, quá tuyệt. Một cục nữa nè, cái này cho chấm cho đậm luôn nè. Quá ngon, để thử bút thêm trái dừa nè. Quá ngon. Mình cũng đang đói mọi người, để mà quay cái video này cho mọi người xem nãy giờ sáng giờ anh em mình chưa ăn gì luôn, chuẩn bị đồ người này kia rồi món ăn này kia bắt đầu ra quay luôn mọi người. Thôi nãy giờ thấy đói quá nên mình tập trung ăn mọi người. Ngon quá. Ngon. Ngon. Ngon ăn nhiều nhiều đi. Đây có mấy con gà nè. Gà này là gà của màn sớm rồi mọi người. Gà này ta kêu là con gà gì ta? Gà gì mà ta? Gà này gà gì? Gà Phượng Hoàng á, gà gì ta? Ông Công. Gà ông Công mà. Hai cái thằng xàm nách gà này người ta gọi là gà lôi đó, đồ ngu hi hi. Mình cũng không biết con gà này tên gì mọi người. Nhìn nó đuôi nó xè xè giống con Công á. Hôm nay thì tiết này nhìn cũng mưa mọi người, cũng hơi chuyển chuyển rồi. Rồi mấy cái tháng 3 này mọi người, rồi chờ thời tiết nó cũng âm u quá, cũng mưa. Như trời nắng thì cũng gắt luôn mọi người. Hôm nay mình kiếm ở phía sau vườn nhà mình có góc mát bụi cây mọi người. Giờ ngồi quay video cho mọi người xem. Ngon quá. Rồi nãy giờ anh em mình ăn cảm giác thấy cũng hơi no mọi người. Rồi cái video này như mình thấy cũng dài mọi người, thì chắc mình cũng sẽ xin kết thúc video tại đây mọi người. Thì nếu mọi người thấy video này hay hãy cho mình một like, một lượt chia sẻ kênh video mọi người, để chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem biết đến video của mình. Thì những ai chưa nhấn đăng ký kênh ấy, hãy nhấn đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình, để mình có thêm một cái nguồn động lực để mình ra thêm nhiều video hay hơn nè, hấp dẫn hơn cho mọi người cùng xem. Giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau của mình nha. Thì ai mà muốn ăn món chả này thì có thể là liên hệ mình qua số điện thoại mình sẽ để đường link ở dưới mọi người, đường link Facebook của mình nè, và đường link Gmail của mình và số điện thoại của mình. Nếu ai mà có muốn ăn món chả này ủng hộ mình á thì có thể là nhắn tin với mình nha mọi người. Giờ xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.